Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 28 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ khinh thường đáp, không phải ta đã nói với muội sao, thi từ, ca phú, cầm kỳ thư họa, ngoại trừ thư pháp ra, còn lại đều không có nói chơi. Bạch Tiền Dạ đã được chứng kiến bản lãnh của Lý Kỳ cũng không có nghi ngờ, nói, khiêu vũ của huynh chắc cũng không giống người thường, vẫn là thất nương hiểu ta. Lý Kỳ cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, dư quang nhìn xung quanh, thấy phía trước có một cánh rừng trúc, nói, tất nương, để huynh dạy muội khiêu vũ nhé. Bạch Tiền Dạ ngượng ngùng, có khó không? Không khó, rất đơn giản. Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, không hề cố kỵ, kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Tiền Dạ tiến vào trong rừng trúc. Đi vào rừng trúc, đầu tiên Lý Kỳ nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng mới yên tâm, liền sải bước tới trước người của Bạch Tiền Dạ, làm cho nàng sợ tới mức lùi lại một bước, hỏi, huynh định làm gì? Lý Kỳ trừng mắt đáp, dạy muội khiêu vũ chứ làm gì, muội nghĩ đi đâu vậy? Vậy huynh đứng đó dạy cũng được, dựa gần thế này làm sao mà nhảy? Lý Kỳ thở dài, loại khiêu vũ này yêu cầu hai người cùng nhảy, mau lại gần đây, huynh cũng không ăn thịt muội. Thật không? Đương nhiên là thật. Lý Kỳ nói xong lại tiến tới trước người Bạch Thiền Dạ. Lần này Bạch Thiền Dạ không tránh, chỉ là mặt mũi đỏ bừng. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, vỗ vai của mình nói, đặt tay lên đây. Làm gì? Khiêu vũ. Khiêu vũ thì khiêu vũ, cần gì kề vai sát cánh. Ấy, cách nhảy này yêu cầu như thế. Lý Kỳ cười hắc hắc, yên tâm đi, đây không phải là lần đầu của chúng ta, nhanh lên. Bạch Tiền Dạ nhớ tới lần trước uống rượu kỳ dạ cũng bị hắn ôm qua, trong lòng chợt có chút cam chịu, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai của Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng thuận thế vươn tay luồn qua eo nhỏ của nàng, còn chưa đợi nàng phản ứng liền cưỡng chế ôm nàng, ngoài miệng còn cường điệu, không cần phải khẩn trương, chỉ là nhảy thôi mà. Tuy nói như vậy nhưng ngón tay của hắn vẫn không nhịn được vuốt ve hông của Bạch Tiền Dạ một phen, tinh tế cảm thụ sự nhẵn mịn. Có tiện nghi không chiếm, vậy thì thật không bằng cầm thú. Trái tim của thiếu nữ Bạch Tiền Dạ đập thình thịch, vừa định cúi thấp đầu xuống lại nghe Lý Kỳ nói, mọi đừng cúi đầu, phải ngẩng đầu ưỡn ngực lên giống như huynh thế này. Bạch Tiền Dạ gian nan ngẩng khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng lên. Lý Kỳ thấy mà tâm ngứa, thu nhiếp tinh thần, tay trái nắm chặt tay phải của Bạch Tiền Dạ nâng cao qua vai. Bạch Tiền Dạ chứng kiến tư thế cổ quái này hỏi, đây là kiểu nhảy gì vậy? Đây gọi là điệu nhảy ăn bớt. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp, trong lòng âm thầm bội phục phẩm đức cao thượng của mình, ăn bớt còn nói cho đối phương biết, ở đâu tìm được nam nhân như vậy. Bạch Tiền Dạ cười khúc khích, sao huynh đặt tên toàn liên quan tới phòng bếp vậy? Phòng bếp, à tất nhiên, huynh là một đầu bếp chuyên nghiệp mà. Lý Kỳ cố nhịn cười, bắt đầu dạy Bạch Tiền Dạ cách bắt nhịp. Thực ra hắn đang dạy điệu van đời sau, nhưng thời phong kiến còn khá cổ hủ, cho nên hắn chỉ có thể chọn nữ nhân để nhảy biểu diễn. Lý Kỳ một bên nhảy theo nhịp, một bên điều khiển Bạch Tiền Dạ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tiền Dạ tiếp xúc với kiểu nhảy này, hai người cố gắng kiểu gì cũng không ăn nhịp được. Ôi, sao muội lại dẫm lên chân huynh? Xin lỗi, muội quên mất. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Lý Kỳ đã bị dẫm hơn 40 lần. May mà thời này còn chưa có giày cao gót, nếu không Lý Kỳ chỉ có thể gọi người khiêng hắn về. Lại dạy một lúc, tình hình vẫn như vậy. Lý Kỳ bắt đầu nổi giận, tính toán dừng ở đây. Nhưng Bạch Tiền Dạ lại phản kháng không chịu. Trước kia nàng rất có lòng tin với vũ kỹ của mình, đương nhiên nàng cũng chỉ có thể biểu diễn trước mặt một số khuê mật mà thôi. Nhưng hôm nay bị nhảy kiểu nhảy ăn bớt này khiến cho đầy bụi cát, hơn nữa còn ở trước mặt Lý Kỳ, tính cách cuột cường nổi lên, giống như hôm nay không học được thì không từ bỏ vậy. Lý Kỳ thấy trong lòng càng buồn bực không thôi, nhãn châu xoay động nói, huynh hiểu ra rồi, sở dĩ muội học chậm như vậy đó là vì không có nhạc, nếu có nhạc chắc sẽ tốt hơn nhiều, huynh thấy hay là hôm khác chúng ta lại luyện tập. Vừa dứt lời, phía rừng trúc bên kia bỗng vang lên tiếng đàn lượn lờ. Ôi ông trời, ông không đùa tôi đấy chứ? Lý Kỳ ngây dại. Lý Kỳ cho rằng thời này cũng chỉ một mình hắn có thể nghĩ tới việc khiêu vũ với mỹ nhân trong rừng trúc, cho dù bị dẫm hơn 40 lần nhưng vẫn có thể xưng là tình thơ ý họa. Nhưng hắn ngàn lần không ngờ vẫn có người tới đây đánh đàn, trong lòng kêu khổ một tiếng, đã sinh du sao còn sinh lượng. Lý Kỳ sững sờ một lúc, cả kinh nói, ủa ai đang đánh đàn vậy nhỉ, mà thanh âm nghe không tồi. Thật nương, nếu không chúng ta tới đó xem. Hắn thực sự không dám cùng Bạch Tiền Dạ nhảy điệu vals này nữa. Nếu nhảy tiếp, chắc chắn tí nữa không đi bộ về được. Bạch Tiền Dạ cũng cảm thấy kinh ngạc, gật đầu. Ừ, mọi thảo huynh ra trước đã. Lý Kỳ ôm chặt eo Bạch Tiền Dạ la lên. Bạch Tiền Dạ nghe mà xấu hổ. Rõ ràng là ngươi không thả ta, tại sao lại bảo ta buông ngươi ra? Khuôn mặt đỏ như cả chua chín. Trừng Lý Kỳ một cái,
giãy ra cái tay trưa của hắn, đi tới nơi tiếng đàn phát ra. Lý Kỳ nhìn hai tay của mình, trong lòng thở dài. Các người thì hạnh phúc rồi, nhưng huynh đệ của các ngươi lại chịu tội. Bạch Thiền Dạ được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, tài đánh đàn tự nhiên không nói chơi. Một kẻ thường dân như Lý Kỳ lại càng không thể so sánh. Lý Kỳ muốn nương theo tiếng đàn này thoát khỏi đôi ma chân kinh khủng của Bạch Thiền Dạ, mà nàng thì thấy cầm kỹ của người đánh đàn rất cao, muốn tới xem một chút. Hai người đi một lát, tới chỗ cuối cùng của rừng trúc, thì ra phía sau rừng trúc nhỏ này còn có một hồ nhỏ, hồ nước trong veo, nhẹ nhàng lay động, bốn phía là điểu ngữ hoa nương. Lý Kỳ âm thầm thở dài, cổ đại đúng là tốt, khắp nơi là tiên cảnh nhân gian, hít thở không khí trong lành, đoán chừng lão tử có thể sống lâu thêm vài năm. Bên hồ có một tiểu đình, tiếng đàn chính từ trong đình vọng lại. Hai người tự hồ đều có tật giật mình, tránh ở phía sau rừng trúc, vụng trộm nhìn sang. Chỉ thấy trong đình đứng ba người, ngồi một người, hơn nữa đều là nữ nhân. Mẹ, không phải chứ, tới tận nơi này rồi còn gặp người quen. Lúc Lý Kỳ nhìn thấy rõ khuôn mặt của mấy nữ nhân kia, trong lòng vừa sợ vừa vui. Trong bốn người thì Lý Kỳ nhận ra ba người, đó là chủ tớ Lý Thanh Chiếu và Lý Nguyên Hương. Hôm nay tuy Lý Thanh Chiếu không ăn mặc theo kiểu nam nhân nhưng vẫn rất mộc mạc. Tóc đèn cuốn lên, dùng châm gỗ chen vào áo, áo trắng dài vải, tuy nhiên vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác tươi mát thoát tục. Xa xa nhìn lại, trông giống như một bông bách liên nở rộ. Còn nữ nhân đang ngồi đánh đàn là một nữ tử trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo đỏ, xinh đẹp động lòng người. Nàng ta chính là Phong Nghi Nô mà Lý Kỳ từng gặp một lần, đứng bên cạnh Phong Nghi Nô là một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn. Có thể gặp lại Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ tự nhiên là cao hứng, nhưng Phong Nghi Nô lại khiến cho Lý Kỳ cảm thấy chột dạ. Mấu chốt là Bạch Thiền Dạ cũng ở đây, bằng không hắn đã sớm xông lên rồi. Lý tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ, Bạch Thiền Dạ không nghĩ nhiều như Lý Kỳ, nàng thấy là Lý Thanh Chiếu và Phong Nghi Nô liền vội vàng đi ra từ rừng trúc. Xong đời. Chán Lý Kỳ đã lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, hắn đã nghĩ quay lưng rời đi. Nhưng nếu làm như vậy càng khiến cho Bạch Thiền Dạ hoài nghi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi tới. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bạch Thiền Dạ có một loại tinh thần không biết sợ. Nam nhân đi dạo kỹ viện là việc thiên kinh địa nghĩa. Một tiếng kinh hỉ của Bạch Thiền Dạ đã cắt ngang tiếng đàn. Lý Thanh Chiếu và Phong Nghi Nô đều ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiền Dạ, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Các nàng thật không ngờ có thể gặp Bạch Thiền Dạ ở đây, lại thấy đi phía sau Bạch Thiền Dạ còn có một nam tử đang cúi đầu. Lý Thanh Chiếu nhìn nửa ngày mới nhận ra là Lý Kỳ, hai mắt hiện lên tia không vui. Còn Phong Nghi Nô, dù sao nàng mới chỉ gặp Lý Kỳ một lần, hơn nữa Lý Kỳ còn đang cúi đầu, cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra, chỉ cảm thấy thân ảnh này có chút quen thuộc, đặc biệt là kiểu tóc kia. Nguyên Hương, Nhủ Tích, bái kiến Bạch Nương Tử. Lý Nguyên Hương và thiếu nữ kia thấy Bạch Thiền Dạ tới vội vàng hành lễ. Bạch Thiền Dạ mỉm cười gật đầu, sau đó cong môi hướng Lý Thanh Chiếu bất mãn nói: "Lý tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ, hai người tới đây đánh đàn sao không rủ muội?" Lý Thanh Chiếu trêu gạo: "Muội là con gái của thừa tướng, ta cũng không dám quấy rầy muội." "Lý tỷ tỷ, tỷ lại chê cười muội rồi." Bạch Thiền Dạ kéo tay Lý Thanh Chiếu cười hì hì nói. Phong Nghi Nô cười nói: "Thật đương, sao muội lại tới đây?" Đang trong tình trạng hưng phấn, Bạch Thiền Dạ lúc này mới nhớ tới Lý Kỳ, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, không yên liếc nhìn Lý Kỳ ở phía sau đáp: "Muội cùng Vương tỷ tỷ tới dạy dỗ đám tiểu nhị mới của Túy Tiên Cư học chữ, đúng lúc đi qua đây." Lời này của nàng nửa thật nửa giả, rất được tinh túy nói dối của Lý Kỳ. Thì ra là thế, Phong Nghi Nô thoáng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ. "Vị này là..." Bạch Thiền Dạ vội giới thiệu: "Huynh ấy là đầu bếp của Túy Tiên Cư, Lý Kỳ, Lý sư phó." Lý Kỳ bước nhanh tới bên cạnh Lý Thanh Chiếu, lợi dụng Lý Thanh Chiếu ngăn cản ánh mắt của Phong Nghi Nô, sau đó chào hỏi: "Thanh Chiếu tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Một tiếng "Thanh Chiếu tỷ tỷ" này khiến Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng, nghiêng người sang một bên, kéo cự ly với Lý Kỳ, ngoài miệng chỉ khẽ ừ một tiếng nhưng không có biểu lộ gì cả. "Thanh Chiếu tỷ tỷ, xưng hô thật là thú vị." Phong Nghi Nô nhịn không được cười lên, mặt chứa ý cười nhìn Lý Thanh Chiếu, sau đó hướng Lý Kỳ nói: "Nguyên lai là đệ nhị chủ danh chấn kinh thành gần đây, thật kính, thật kính." Lời này rất hào phóng, một chút cũng không làm ra vẻ. Lý Kỳ vẫn cúi đầu cười khan: "Hay đâu có, Lý Kỳ bất quá chỉ là một đầu bếp mà thôi." Phong Nghi Nô nghe thanh âm có chút quen quen, không khỏi nhìn Lý Kỳ nhiều hơn. Lý Kỳ dư quang thoáng nhìn, thấy Phong Nghi Nô chính là đang nhìn mình, khẩn trương đến mức cúi đầu thấp hơn. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ luôn luôn cúi đầu thì hiếu kỳ hỏi: "Lý đại ca, sao huynh cứ phải cúi đầu vậy?" Vừa nãy nhìn thấy Lý Thanh Chiếu, nhất thời kích động mà trẹo cả cổ. Lý Kỳ bịa chuyện. Lý Thanh Chiếu nghe thấy vậy, buồn bực tới trợn mắt. Một câu đại ca này của Bạch Thiền Dạ càng khiến Phong Nghi Nô hoài nghi. Nàng lăn lộn trong chốn Phong Nguyệt lâu như vậy, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện vẫn có một tay.
hơi liếc nhìn Bạch Thiền Dạ, lại liếc nhìn Lý Kỳ, càng nhìn càng thấy người này quen quen, hai mắt chớp động đột nhiên nói: "Lý sư phó luôn cúi đầu, chứ không phải là dung mạo của Nghi Nô quá xấu xí, không hợp pháp nhãn của Lý sư phó. Mẹ gặp được cao thủ rồi, còn mẹ người lớn lên như tiên nữ. Nếu lão tử nói người khó coi thì chả khiến cao nha nội làm thịt. Một chiêu lấy lui làm tiến này quả nhiên rất lão luyện." Lý Kỳ cười hắc hắc: "Vị nương tử này cứ nói đùa, chỉ là tại hạ hơi trẹo cổ một tí." "Vị nương tử này?" Phòng Nghi Nô sững sờ cười hỏi: "Chẳng lẽ người không quen ta?" Lý Kỳ hỏi ngược lại: "Chúng ta đã gặp nhau rồi à?" Bạch Thiền Dạ vội vàng giới thiệu: "Lý đại ca, Phong tỷ tỷ chính là hành thủ nổi tiếng của bận kinh chúng ta, Phong hành thủ." "À, nguyên lai là Phong hành thủ, kinh đã lâu, kinh đã lâu. Trước kia vẫn muốn thưởng thức cầm kỹ tinh xảo của Phong hành thủ, nhưng khổ nỗi không có tiền, chưa từng nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Phong hành thủ ở đây, còn có thể nghe tiếng đàn êm ái của Phong hành thủ, thật đúng là thỏa lòng mong nguyện." Lý Kỳ tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, nghĩ bụng: "Lão tử nói tốt cho ngươi nhiều như vậy, đợi tí nữa nếu ngươi nhận ra ta, tốt xấu cũng lưu một chút mặt mũi." "Lý sư phó thật khéo ăn nói." Phong Nghi Nô che miệng cười khúc khích: "Ta cũng từng may mắn được thưởng thức món ăn do Lý sư phó làm, cũng khắc phục chủ nghệ của Lý sư phó từ lâu." Lý Thanh Chiếu và Bạch Thiền Dạ thấy Phong Nghi Nô lại có hảo cảm với Lý Kỳ như vậy, trong lòng đều hoang mang. Đặc biệt là Lý Thanh Chiếu, nàng không biết vì sao Bạch Thiền Dạ, Tần Phu Nhân còn có Phong Nghi Nô đều kính trọng một đầu bếp như Lý Kỳ như vậy, mà nàng thì chỉ thấy người này có chút cổ quái, còn đâu chả có phương diện nào xuất sắc. Chợt nghe Phong Nghi Nô hướng đằng sau nói: "Vương tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Vương tỷ tỷ, chẳng lẽ phu nhân cũng tới?" Lý Kỳ vô ý thức ngẩng đầu, đầu thấy thân ảnh của Tần Phu Nhân, mẹ trúng bẫy của yêu tinh rồi. Lý Kỳ hối hận liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, vừa vặn nàng ta cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc, thần sắc liền khác nhau. Hai đại tài nữ đứng bên cạnh quay đầu nhìn, không thấy thân ảnh của Tần Phu Nhân đâu cả, trong lòng lập tức minh bạch dụng ý của Phong Nghi Nô, nhưng trong mắt lại tràn đầy hoang mang, hai người không rõ vì sao Phong Nghi Nô lại làm như vậy. Xem đi, lão tử đẹp trai như vậy còn không phải để con gái ngắm à?" Lý Kỳ mỉm cười nhìn Phong Nghi Nô, khoan hẳn nói, Phong Nghi Nô trang điểm qua loa còn vũ mị hơn trang điểm đậm đặc. Đặc biệt là đôi mắt đào to tròn càng thêm hấp dẫn, khó trách cái tay cao nhà nội lại si mê nàng như vậy. Nhưng mỹ nữ nào mà Lý Kỳ chả từng gặp qua, đừng nói là đời sau, ở đời nay đã có Tần Phu Nhân có thể sánh với nàng ta. Nói sao, trong lòng hắn, Phong Nghi Nô chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Trong mắt không có một tia gợn sóng, mục quang trở nên bình thản. Lý Kỳ mỉm cười đã khiến Phong Nghi Nô liên tưởng tới khuôn mặt cười xấu xa lần trước. Lông mày nhíu lại, vẻ tươi cười đã không còn, bỗng liếc sang Bạch Thiền Dạ, vầng trán dần hiện lên một tia lo lắng, tinh quang trong mắt lóe lên, hướng Lý Kỳ hỏi: "Lý sư phó, có thật ngươi chưa từng gặp qua ta, vậy sao ta cảm giác giống như đã gặp ngươi ở nơi nào?" "Phải không?" Lý Kỳ kinh ngạc. "Điều đó không có khả năng. Bình thường cô gái nào nhìn thấy ta đều khắc trong tâm khảm, căn bản không nhớ mơ hồ như Phong hành thủ. Ta thấy cô chắc là nhận lầm người rồi." "Không thể tưởng tượng được, người này lại vô sỉ tới cảnh giới đó." Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng, trong mắt đầy sự khinh thị với Lý Kỳ. Bạch Thiền Dạ hiếu kỳ hỏi: "Phong tỷ tỷ, tỷ đã gặp Lý đại ca ở đâu?" "Thật đường à, câu hỏi ngu ngốc như thế sao muội lại hỏi, rốt cuộc muội đứng bên nào?" Trong lòng Lý Kỳ chỉ muốn khóc thét. Phong Nghi Nô mỉm cười nhìn Bạch Thiền Dạ nhưng không trả lời mà hướng Lý Kỳ hỏi: "Lý sư phó, người đã từng tới Phượng Tê Lâu bao giờ chưa?" "Mẹ, con mẹ ngươi một chút mặt mũi cũng không cho." Nếu không có Bạch Thiền Dạ và Lý Thanh Chiếu ở đây, Lý Kỳ liền nhận ngay, chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng lúc này, quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Hắn lắc đầu khẳng định nói, chưa từng đi. Bạch Thiền Dạ đột nhiên nói: "Lý đại ca, huynh đã từng tới Phượng Tê Lâu rồi mà, huynh không nhớ sao? Lần trước huynh tới đó để tuyển các kỹ tới Túy Tiên Cư chợ hát đó thôi." "À đúng rồi, mình lại quên mất việc này. Lần trước mình dùng quý hồng nô để lừa dối Tần Phu Nhân, chắc chắn Tần Phu Nhân đã nói lại cho nàng. May mà thất nương không nói tới hồng nô, bằng không nếu như Phong Nghi Nô cũng biết hồng nô thì hỏng việc." Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "À, đúng vậy đúng vậy. Nhưng thất nương mọi cũng biết đấy, một người chính trực như ta làm sao thời thời khắc khắc nhớ tới cái Phượng Tê Lâu kia. Ngày hôm sau đã quên không còn một mảnh rồi." Phong Nghi Nô nghe ra ý ở ngoài lời, cười nói: "Theo lời Lý sư phó thì ta chính là người không đứng đắn." "Người ấy à, chỉ là một kỹ nữ còn dám thảo luận chuyện đứng đắn trước mặt lão tử, đúng là chê cười mà." Lý Kỳ gãi lông mày: "Điều này giống như là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ta không tốt đánh giá." "Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí" có nghĩa là người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, mỗi người một ý. Bạch Thiền Dạ nghe như thế thì vội la lên: "Lý đại ca, huynh đừng hiểu lầm, thực ra Phong tỷ tỷ..." Phong Nghi Nô ngắt lời Bạch Thiền Dạ: "Đúng rồi, thất nương, làm sao muội biết lần trước Lý sư phó tới Phượng Tê Lâu tìm ca kỹ?"
Đồ yêu tinh chết tiệt này, thấy không thắng được ta lại bắt đầu chuyển sang mục tiêu khác, đúng là không biết xấu hổ mà. Lý Kỳ không yên liếc nhìn Bạch Thiền Dạ. Là Vương Tỷ Tỷ nói cho muội biết, hơn nữa muội cũng biết lý do trong đó, Lý Đại Ca thực sự tới Phượng Tề Lâu tìm ca kỹ. Bạch Thiền Dạ gật đầu, khẳng định nói, Quý Hồng Nô chính là bằng chứng tốt nhất. Không hổ là bạn gái của ta, câu trả lời này quá hay. Lý Kỳ thấy Bạch Thiền Dạ tin tưởng không hề nghi ngờ mình thì trong lòng thoáng thở phào. Muội muội, thất nương, Lý Sư Phó có đi tới đó hay không có liên quan gì tới hai người đâu. Thì thấy việc này nên dừng ở đây. Lý Thanh Chiếu đứng ở một bên nhíu lông mày. Về chuyện này nàng không có chút hứng thú nào. Nhưng Phong Nghi Nô và Bạch Thiền Dạ thì lại tranh cãi vì việc này, khiến nàng không thể lý giải được. Nàng thực không biết Lý Kỳ đi Phượng Tê Lâu hay không có cái gì mà phải thảo luận. Xem ra thần tượng cũng đứng bên mình. Lý Kỳ vừa nghe lời này liền cảm động tới rối tinh rối mù, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Thanh Chiếu, làm cho người ta có một cảm giác dùng thân báo đáp. Sắc mặt của Lý Thanh Chiếu cứng đờ, trong lòng cực kỳ buồn bực, người cười cũng không cười được, khóc cũng khóc xong, chỉ có thể quay đầu sang một bên. Phong Nghi Nô lại nói, Lý Tỷ Tỷ có chỗ không biết, người này rất là vô sỉ. Vô sỉ? Lý Thanh Chiếu nghi hoặc nhìn Phong Nghi Nô. Trong ấn tượng của nàng, Lý Kỳ nhiều lắm cũng chỉ là nửa khùng nửa ngốc, chẳng có liên quan gì tới hai chữ vô sỉ. Bạch Thiền Dạ nghe thấy vậy, trong lòng rất khó chịu, đang tính mở miệng nói thay cho Lý Kỳ, chợt nghe Lý Kỳ cười ha ha. Ha ha, thú vị, đây là lần đầu tiên ta bị một kỹ nữ mắng là vô sỉ, đúng là thú vị mà. Lời này coi như là ác độc, nhưng Phong Ino dám ở trước mặt thần tượng và bạn gái của hắn mắng hắn vô sỉ, hắn ra có thể nề mặt Phong Ino nữa. Phong Ino đã triệt để chọc giận hắn. Bạch Thiền Dạ nhíu lông mày nói, Lý đại ca, huynh chưa nói như vậy, Phong Tỷ Tỷ không phải là hạng người như huynh nghĩ đâu. Thật được, dù muội thông minh nhưng vẫn quá đơn thuần, muội cho rằng ở trên đời này ai cũng có thể mọc từ bùn lầy mà không nhiễm như muội sao? Lý Kỳ thở dài, hàng lông mày nhỏ nhắn của Lý Thanh Chiếu cũng nhíu lại. Lý sư phó, lời này của cậu hơi quá đáng. Thanh Chiếu Tỷ Tỷ, vừa nãy tỷ cũng nghe nàng ta mắng tiểu đệ là vô sỉ trước. Tiểu đệ tuy chỉ là một đầu bếp, nhưng chẳng lẽ lại để mặc người ta thích khi dễ thì khi dễ sao? Tỷ cũng phải chủ trì công đạo cho đệ chứ. Lý Kỳ vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Về điểm này Lý Thanh Chiếu cũng buồn bực. Nàng không biết vì sao Phong Nghi Nô lại chợt gây khó dễ cho Lý Kỳ như vậy, liền quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô không tỏ vẻ tức giận mà vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Quả nhiên đạt đến mức hỉ nộ không lộ ra, có thâm ý liếc nhìn Bạch Thiền Dạ, không giận mà cười. Lý Tỷ Tỷ đừng vội tức giận, Lý sư phó nói muội là một kỹ nữ cũng không phải nói sai. Lời này vừa ra, ba người đều sững sờ. Cô nàng này điên rồi hả? Lý Kỳ bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bạch Thiền Dạ thật sự không muốn thấy Lý Kỳ và Phong Nghi Nô cãi nhau, vội hỏi. Phong Tỷ Tỷ, có phải Lý đại ca có chỗ nào đắc tội với tỷ không? Nếu là có, vậy thì muội thay huynh ấy xin lỗi tỷ. Ôi, thật đường, muội đang gây trở ngại chứ có giúp cái gì đâu. Lý Kỳ buồn bực sắp khóc. Muội nói như vậy, chẳng phải là đã nói rõ mối quan hệ giữa ta và muội không tầm thường sao? Quả nhiên Phong Nghi Nô vừa nghe, vẻ tươi cười càng đậm, vẻ lo lắng giữa hai hàng lông mày càng thêm, trong mắt hơi chuyển, cười nói. Thật nương, đừng hiểu lầm. Thực ra, tỷ và Lý Sư Phó không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có lần trước Lý Sư Phó đi tới Phượng Tê Lâu tìm ca kỹ, tỷ đúng lúc đó có ở đó chợ hát. Có thể là do tỷ chậm chạp không ra, cho nên Lý Sư Phó đợi không kiên nhẫn, có nói vài câu khó nghe. Vừa vặn bị tỷ nghe thấy, nên tỷ mới có chút bất mãn với Lý Sư Phó, là tỷ hơi nhỏ mọn. Nói xong nàng hơi cúi đầu hướng Lý Kỳ nói, xin lỗi Lý sư phó, đây không phải là chôn cho gà chúc Tết sao? Lý Kỳ âm thầm phòng bị, nhưng đối phương đã nói lời xin lỗi, hắn cũng không tiện làm khó, vô ý thức đáp. Phong hành thủ quá lời rồi, thực ra việc này cũng là tại hạ có sai, nếu có chỗ nào đắc tội thì mong phong hành thủ thứ lỗi. Không đúng, đã như vậy vì sao vừa rồi Lý đại ca nói chưa từng gặp Phong tỷ? Bạch Thiền Dạ chợt phản ứng. Nữ nhân rất dễ xúc động với những chuyện như thế này, chỉ cần ngươi lộ ra một chút manh mối, các nàng rất nhanh sẽ bắt được. Mẹ, không thể tưởng tượng được, nữ nhân kia gian trá như thế. Ta đã gia tăng phòng bị, nhưng vẫn trúng gian kế quả. Xem ra kinh nghiệm của lão tử vẫn chưa bằng sự lão luyện trốn phòng nguyệt quả ha. Lý Kỳ lập tức phản ứng, liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, thấy vẻ mặt giảo hoạt của nàng trong lòng rất hận, vừa định giải thích thì lại nghe Phong Nghi Nô nói. Ai, Lý sư phó nói cũng không sai, lúc ấy trong ngực của hắn đang có mỹ nữ cũng rất là vội vàng cùng với tiểu anh vào phòng nên khả năng là không chú ý tới tỷ. Nói xong lại hướng Lý Kỳ, à đúng rồi, Lý sư phó, gần đây tiểu anh luôn nhắc tới ngươi, nói đã lâu không thấy ngươi tới tìm nàng ấy. Nhắc tới ta, con mẹ ngươi, bịa chuyện cũng phải có căn cứ chứ, đường đường đệ nhất ca kỹ của Biện Kinh, sao có thể hạ thấp thân phận nói chuyện phiếm với một kỹ nữ nhỏ nhỏ được, có quỷ mới tin. Lý Kỳ cắn răng trừng Phong Nghi Nô, chỉ thấy vẻ mặt của nàng ta đầy tươi cười. Tiểu oanh, lông mày đen của Bạch Thiền Dạ hơi nhíu nói, Phong tỷ tỷ, tiểu anh là ai?
trong giọng nói đã mang theo vài phần tức giận. Phòng Nghi Nô cười đáp, à, Tiểu Anh là một cô nương có chút danh tiếng ở Phượng Tê Lâu. Bạch Thiền Dạ vừa nghe, nhất thời đã nổi trận lôi đình, chỉ về phía Lý Kỳ cả giận nói, Lý đại ca, thật không thể tưởng tượng được huynh lại là người hạ lưu như vậy. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, vội la lên, ầy, thất nương, muội chớ nghe nàng ta nói linh tinh, huynh căn bản không biết Tiểu Anh kia là ai. Điều này cũng khó trách, một người chính phái như Lý sư phó sao có thể là hạng người lưu luyến trốn phong nguyệt được, cho hẳn là thừa dịp mà chơi, không nhớ ra cũng là hợp tình hợp lý. Phong Hi Nô cười gật đầu, lại hướng Bạch Thiền Dạ nói, thật đường, nam nhân đi tới những nơi phong lưu chơi không phải là chuyện lớn gì, cũng chưa nói tới hạ lưu. Lý Thành Chiếu bỗng trầm giọng, muội muội, sao muội lại nói những lời đó trước mặt thất nương? Dù sao Bạch Thiện Gia cũng là con gái của thừa tướng, hơn nữa còn ít tuổi hơn hai người nhiều, ở trước mặt nàng mà nói chuyện kỹ viện, Lý Thành Chiếu cảm thấy rất không nên. Phòng Nghi Nô cũng phát hiện ra là mình đã nói hơi quá, nhưng trong lòng nàng có khổ khó nói. Tề tề, thất nương, xin lỗi hai người. Bạch Thiện Gia ở đâu còn nghe lọt, hốc mắt đỏ lên, phẫn nộ nhìn Lý Kỳ. Phòng Nghi Nô, ngươi chờ đó, thù này không báo, Lý Kỳ thề không làm người. Lý Kỳ thấy Bạch Thiền Dạ phẫn nộ, ánh mắt đầy đau thương, trong lòng cực kỳ hối hận, hai tay nắm chặt hung hăng nhìn Phong Nghi Nô. Hắn biết nếu hiện tại không giải thích rõ ràng thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, hơn nữa còn có thể mất đi Bạch Thiền Dạ. Nhưng hắn biết Phong Nghi Nô cũng không phải là hạng vừa, làm cho người ta khó lòng phòng bị, phải thật cẩn thận mới được. Híp híp mắt thầm nghĩ, nữ nhân này không giống đối phó ta mà là hướng Bạch Thiền Dạ nhiều hơn. À luôn cố ý vạch trần việc mình đi dạo ký viện trước mặt thất nương. Lẽ nào à đã nhìn ra cái gì? À đúng vậy, nàng ta làm như vậy chỉ là muốn ly gián quan hệ giữa ta và thất nương thôi. Nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Lý Kỳ tâm niệm vừa động bỗng cười nói. À, thì ra nữ nhân kia tên là Tiểu Anh. Ồ, lúc ấy ta còn chưa hỏi tên nàng. Phòng Nghi Nô sững sờ cười nói. Nếu lời này của Lý sư phó bị Tiểu Anh nghe thấy, vậy chắc sẽ rất đau lòng đấy. Phòng Hành Thủ cứ nói đùa, ta và Tiểu Anh quen nhau chưa tới hai canh giờ, ngay cả tên của nàng ấy ta cũng không biết, nói gì tới đau lòng. Lý Kỳ mỉm cười lại nói, đúng rồi, xin hỏi Phong Hành Thủ gặp được ta ở đâu? Phong Nghi Nô sững sờ. Lẽ nào Lý sư phó đã quên, ta gặp được ngươi ở bậc thang, lúc ấy ngươi chính đang chuẩn bị cùng Tiểu Anh lên lầu. À, ta còn tưởng cô gặp được ta ở trước cửa phòng. Đúng rồi, cô có tận mắt nhìn thấy ta và Tiểu Anh đi vào trong phòng không? Lý Kỳ cười hỏi. Phong Nghi Nô lờ mờ cảm thấy không ổn, lắc đầu nói, cái này thật không có. Nói như vậy cô vừa nói cái gì ta và Tiểu Anh vào phòng đều là tưởng tượng mà thôi. Điều này cũng đúng, Phong Hành Thủ cả ngày loanh quanh ở trốn phong nguyệt, khó tránh khỏi hay nghĩ tới phương diện kia, ta có thể hiểu mà. Lý Kỳ cười ha hả. Bạch Thiền Dạ nghe đến đó, ánh mắt phẫn nộ dần trở nên mơ hồ, mà Lý Thanh Chiếu thì đã không thể nghe được nữa rồi, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Những chuyện như vậy nàng thật không có hứng thú tham dự. Đôi mắt đẹp của Phong Nghi Nô khẽ chuyển, vũ mị bắn ra bốn phía, cười nói, nhưng không biết lúc đó Lý sư phó vội vàng ôm Tiểu Anh lên lầu là chuẩn bị làm gì. Hả, người thật lớn đúng là bất cứ giá nào, lời đó mà cũng dám nói thẳng, lão tử coi như phục. Lý Kỳ ra vẻ ngu ngơ. À, ta vội vàng tìm người mà, Phong Hành Thủ nghĩ ta định làm gì? Người này thật đúng là vô sỉ. Phong Nghi Nô thấy vẻ mặt ngu ngơ của Lý Kỳ, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu nói lời này trước mặt Lý Thanh Chiếu và Bạch Thiền Dạ lại rất không ổn, trong lòng nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào. Chợt nghe Bạch Thiền Dạ hỏi, vậy lúc đó huynh định tìm ai, mà vì sao phải đi cùng với Tiểu Anh? Phong Nghi Nô nghe thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Cơ hội tới. Lý Kỳ thở dài đáp, thật nương, huynh muốn tìm ai, muội còn không biết sao. Nhưng cô nàng Tiểu Anh gì đó kia, huynh chỉ đùa vui một chút. Muội cũng biết đấy, huynh là người rất đơn thuần, từ bé đến giờ chưa từng tới những địa phương như vậy. Nếu không tìm người để hỏi, vậy thì ngay cả ca kỹ là ai, huynh cũng không phân biệt được. Huynh chỉ đơn giản tìm hiểu chút tin tức gì đó ở cô nàng Tiểu Anh kìa. Ai, huynh làm như vậy đều vì suy nghĩ cho Túy Tiên Cư. Nếu muội xem thường huynh thì huynh cũng đành chịu. Phong Nghi Nô chợt nhớ tới cái bộ dáng dâm đãng ngày đó của Lý Kỳ, đánh chết cũng không tin đây là lần đầu tiên hắn tới những chỗ đó. Trong lòng thầm mắng Lý Kỳ là tiểu nhân hèn hạ. Bạch Thiền Gia tự nhiên biết hắn đang nói tới Quý Hồng Nô, lại nghe hắn nói hợp tình hợp lý thì khẽ cắn môi. Vậy huynh cũng không cần ôm người khác chứ? Lý Kỳ âm thầm thở phào một hơi, ngoài miệng thì thở dài. Thực ra thì Phong Hành Thủ đã nhìn lầm. Lúc ấy cô nàng Tiểu Anh kia cứ ôm lấy huynh, huynh muốn đẩy mà không đẩy được, mà huynh đang có điều cầu ở nàng, cho nên cũng không thể làm quá, chỉ có thể khiến nàng ta làm bẩn thân thể của huynh. Vì Túy Tiên Cư, huynh có thể nhẫn nhịn, nhưng việc này muội đừng nói với phu nhân. Trách cho phu nhân biết được huynh chịu nhiều ủy khuất như vậy lại thấy thẹn với huynh. Giọng nói thì mang theo một tia nghẹn ngào.
Phong Gino nghe hắn nói như vậy suýt nữa té xỉu. Có hạng người nào mà nàng chưa gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người vô sỉ như Lý Kỳ. Nhưng nàng cũng tin tưởng mình đã bị Lý Kỳ đoạt tiên cơ, hôm nay chỉ sợ rất khó vạch trần bộ mặt thật của Lý Kỳ trước mặt Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ dù thông minh nhưng nàng chưa từng tới những địa phương như vậy mà chỉ nghe người khác nói qua. Nữ nhân chỗ đó đều rất phong tao lẳng lơ, cho nên nàng liền tin lời của Lý Kỳ, thấp giọng nói: "Xin lỗi huynh, là muội trách lầm huynh." "Ha, xem ra mình đã vượt qua kiểm tra rồi, mình thực con mẹ nó là thiên tài mà." Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ nhưng vẻ mặt lại ủy khuất thở dài. "Ai, điều này cũng không trách muội, muội chỉ là chịu ảnh hưởng của người khác cho nên mới trách quan huynh." Phong Nghi Nô sao nghe không ra ý ở ngoài lời của hắn, cười vũ mị nói: "Lý sư phó, đại nhân có đại lượng sẽ không để một tiểu nữ như ta hướng Lý sư phó rót trà nhận lầm chứ. Ngươi còn nhỏ, ta thấy ngươi không trẻ hơn Tần phu nhân là mấy." Lý Kỳ vụng trộm liếc nhìn bộ ngực cao ngất của Phong Nghi Nô, họ nhẹ một tiếng đáp: "Phong hành thủ nói gì vậy, ta đâu có dám trách cô. Người theo đuổi cô giải khắp kinh thành, nếu ta nói một câu không phải với cô, chẳng phải bọn họ dùng nước bọt cũng khiến ta chết đuối rồi sao?" Ý của hắn rất rõ ràng, không phải ta không muốn trách ngươi, mà là không dám trách ngươi. Phong Nghi Nô cười nói: "Lý sư phó rộng lượng, tiểu nữ rất là cảm động. Đúng rồi, túi tiên cơ của Lý sư phó đã tìm được ca kỹ chưa?" Lý Kỳ lắc đầu nghiêm túc đáp: "Đang tìm." Phong Nghi Nô cười nói: "Vậy thì tốt, ta vừa vặn quen một vài ca kỹ, nếu Lý sư phó tin tưởng ta có thể góp chút lực." Lý Kỳ cười ha ha: "Vậy thì phải cảm tạ Phong hành thủ rồi." Nghĩ bụng: "Lão tử thèm vào, tí nữa tạm biệt là đường ngay đấy đi. Không biết tiểu nữ có thể nói chuyện riêng với Lý sư phó không?" Phong Nghi Nô chợt hỏi. Bạch Tiền Dạ buồn bực: "Phong tỷ tỷ, có lời gì mà không thể nói trước mặt muội và Lý tỷ tỷ được sao?" Phong Nghi Nô xin lỗi đáp: "Thật đường, muội có chỗ không biết, việc buôn bán có rất nhiều quy củ rườm rà, đợi tí nữa thì nhất định hướng hai người bồi tội." Lý Thanh Chiếu nhắm mắt thản nhiên nói: "Thật nương, kệ bọn họ đi." Nàng cũng nghe ra việc này kỳ quặc nhưng nàng không muốn hỏi tới. Lý Kỳ cũng cười nói: "Phong hành thủ nói không sai, thật đừng, muội không phải lo lắng, huynh và Phong hành thủ nói chuyện một lúc thôi." Đã nói tới mức này thì Bạch Thiền Dạ cũng không tiện nói thêm, buồn bực gật đầu. Phong Nghi Nô và Lý Kỳ đi tới bên hồ, sắc mặt nàng vẫn thay đổi lạnh lùng nói: "Ngươi đừng tưởng rằng thất nương tuổi nhỏ dễ bị lừa gạt, ta cho ngươi biết ta sẽ không để ngươi thành công đâu." Phong Nghi Nô đã xé toang ra mặt Lý Kỳ, Lý Kỳ cũng không giả nại nữa, phản kích: "Cô đừng tưởng rằng thấy nam nhân nhiều hơn người khác là có thể coi thường những nữ nhân khác là đồ ngốc. Chuyện của ta và thất nương còn không tới phiên một kỹ nữ như cô nhúng tay." Lý Kỳ trái lại một câu kỹ nữ, phải một câu kỹ nữ, khiến trong lòng của Phong Nghi Nô rất căm tức, hừ lạnh nói: "Ngươi thực cho rằng ta không dám làm gì một đầu bếp như ngươi sao? Ồ, ngươi sẽ không sai đám khách hàng quen của ngươi chị ta đấy chứ?" Lý Kỳ mỉa mai: "Vậy chúng ta liền so tài xem hậu trường của ai cứng hơn. Tấm biển đệ nhị trù của ta còn treo ở túi tiên cơ đó, có bản lĩnh thì tới đó mà gỡ xuống." Phong Nghi Nô sững sờ, trong mắt hiện lên một tia tức giận, khẽ nói: "Ngươi chờ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi cho thất nương xem." "Hơ, uy hiếp mình?" Lý Kỳ tà ác cười: "Cô cũng chờ đó, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ cởi sạch y phục của cô, cho cô kiến thức thực lực chân chính của ta, hơn nữa ta sẽ không cho cô một đồng." Đối mặt với lời nói trắng ra của Lý Kỳ, Phong Nghi Nô triệt để sững sờ. Với danh khí của nàng ta, đừng nói là Lý Kỳ, cho dù là hạng công tử dâm đãng như Cao Nha Nội ở trước mặt nàng cũng phải cung kính. Có ai dám, cũng có ai cam lòng nói những lời như vậy trước mặt nàng đâu. "Ngươi..." Qua nửa ngày, Phong Nghi Nô mới phục hồi tinh thần, đôi mắt đẹp bắn ra lửa, vung tay lên định tát Lý Kỳ. Lý Kỳ vuốt mũi bình tĩnh nói: "Đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, thân nương và Thanh Chiếu đi đi còn đang ở bên kia nhìn chúng ta đấy." Phong Nghi Nô vô ý thức nhìn sang bên đình, chỉ thấy Bạch Thiền Dạ đã đi ra, lập tức thả tay xuống nhỏ giọng nói: "Đồ vô sỉ kia, khoản nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với ngươi." Lý Kỳ nhếch miệng đáp: "À, cô muốn vạch trần bộ mặt của ta là thay trời hành đạo. Ta muốn cởi bỏ xiêm y của cô là bị coi là vô sỉ, như vậy cũng quá không công bằng. Cô khi dễ ta là người thành thật phải không?" "Người thành thật?" Phong Nghi Nô tức giận sắp nổ phổi, vừa định hé miệng chợt nghe thấy giọng nói lo lắng của Bạch Tiền Dạ: "Phong tỷ tỷ, Lý đại ca, hai người đang làm gì đó?" Lý Kỳ sớm biết Bạch Tiền Dạ đã tới, cười ha hả xoay người nói: "À, là Phong hành thủ tự đề kiểm mình tới túy tiên cơ của huynh trợ hát. Vừa nãy nàng còn khoa tay múa chân thể hiện kỹ thuật nhảy của nàng, huynh cảm thấy không tệ, thấy còn nhảy đẹp hơn cả đám chó mèo." Bạch Thiền Dạ thần sắc buông lỏng lườm hắn một cái, cười nói: "Thì ra là Phong tỷ tỷ khiêu vũ, muội còn tưởng rằng hai người..." Phong Nghi Nô cắn răng cười nói: "Đúng rồi, vừa nãy tỷ và Lý sư phó còn đang thảo luận tiền thù lao. Lý sư phó nói 100 sâu hơi nhiều, túy tiền cơ của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể chi ra 80 sâu, tỷ còn đang suy nghĩ." "80 sâu, sao người không nói cướp đoạt đi?" Lý Kỳ lén trừng Phong Nghi Nô một cái,
Bạch Thiền Dạn nhướng mày, như vậy có nhiều quá không? Nàng tự nhiên hướng về Lý Kỳ. Không nhiều, một chút cũng không nhiều. Lý Kỳ cười ha ha. Một năm 80 sâu, một tháng là 7 sâu, bằng với tiền công mỗi tháng của huynh. Một năm, Bạch Thiền Dạn sững sờ, hiện tại nàng lại cảm thấy số tiền này quá ít. Phòng Nghi Nô cười nói, thất nương, muội đừng nghe Lý Sư Phó nói đùa. Nói xong lại hướng Lý Kỳ. Lý Sư Phó, như vậy đi, lần sau ta sẽ tới Tần Phủ thương lượng với Vương Tỷ Tỷ chi tiết công việc. Anh hùng chứng kiến lực đồng. Lý Kỳ gật đầu, thấy vẻ mặt hồ nghi của Bạch Thiền Dạ thì vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta quay lại thôi, để Thanh Chiếu Tỷ Tỷ chờ lâu cũng không tốt. Ba người quay lại cái đình. Lý Thanh Chiếu thấy bọn họ hướng Lý Kỳ nói, Lý Sư Phó, nếu như cậu bận thì có thể về trước, thất nương sẽ về cùng chúng tôi. Lý Kỳ chợt tới, khiến nàng không còn hào hứng, chỉ ước gì Lý Kỳ sớm rời đi. Trong lòng Lý Kỳ sáng như gương, ngoài miệng giả bộ hồ đồ. À, không bận, không bận việc gì cả, tiểu đệ còn muốn tâm tình với Thanh Chiếu Tỷ Tỷ, à không, là nghe Thanh Chiếu Tỷ Tỷ đánh đàn. Ở đây có tận 30 đỡ nhất đẳng, Lý Kỳ sao cam lòng rời đi, huống hồ còn có Lý Thanh Chiếu, tại chỉ sợ cho dù Hoàng thượng tới, hắn cũng không đi. Đúng rồi, Phong Tỷ Tỷ, vừa nãy tỷ đánh đàn khúc nào vậy? Bạch Thiền Dạ hỏi xen vào, nàng tự nhiên không muốn Lý Kỳ rời đi. Hai mắt của Phong Nghi Nô hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười đáp. Nhạc là của Lý Tỷ Tỷ dạy, còn lời là bài Điệp Luyến Hoa của Tô Đại Học Sĩ. Bạch Thiền Dạ vui vẻ nói, vậy Phong Tỷ Tỷ có thể hát lại một lần không, để thất nương mở rộng kiến thức? Lý Kỳ cũng gật đầu phụ họa. À, đúng vậy, nghe khúc này không tốn tiền, nghe thử xem thế nào. Lý Thanh Chiếu thấy Lý Kỳ không rời đi, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì thêm. Phong Nghi Nô mỉm cười, không để ý tới Lý Kỳ, hướng Bạch Thiền Dạ trêu gạo. Thật nương có mệnh lệnh, Nghi Nô không dám không theo. Bạch Thiền Dạ dương đầu lên, vểnh đôi môi nhỏ nhắn. Vậy tỷ còn không mau hát? Phong Nghi Nô gật đầu, tỷ tuân mệnh. Hai người nói xong liền cười khanh khách, mà ngay cả Lý Thanh Chiếu cũng buồn cười. Hai mỹ nữ đàm tiếu, Lý Kỳ xem mà tâm ngứa khó nhịn. Phong Nghi Nô chết tiệt, lại muốn một nam tử tinh lực tràn đầy như ta dục hỏa phần thân mà chết, thật là mưu kế thâm độc mà. Hai người cười một hồi lâu mới dừng lại. Phong Nghi Nô liền điều chỉnh hô hấp, ngón tay ngọc đặt trên dây cầm, chỉ nghe chanh một tiếng, nàng liền mở miệng hát. Hoa lạt cánh hồng hạnh xanh nở, mùa én bay ra, nước biếc ở quanh nhà, tờ liễu trên cành phơ phất gió, chân trời đâu chẳng non dờn cỏ. Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ, ngoài khách lại qua, trong mỹ nhân cười rộ. Cười dần lắng đi, tiếng dần nhỏ, vô tình khiến khách đa tình khổ. Một khúc tất. Bạch Thiền Dạ lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không thể không nói, giọng ca của Phong Nghi Nô thật êm ái dễ nghe, uyển chuyển du dương. Đệ nhất ca kỹ của Biện Kinh quả nhiên không phải nói ngoa. Lý Kỳ vỗ tay tán dương. Cười dần lắng đi, tiếng dần nhỏ, vô tình khiến khách đa tình khổ. Thơ hay, nhạc cũng hay. Thơ của Tô Đại Học Sĩ phối hợp với nhạc của Thanh Chiếu Tỷ Tỷ làm quả nhiên là phối hợp hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng ta sinh muộn vài năm, không thể thấy phong thái của Tô Đại Học Sĩ. Còn giọng ca của Phong Nghi Nô, hắn không nói một chữ. Lý Thanh Chiếu nghe thấy câu cuối khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ cô đơn. Không thể tưởng tượng được, Lý Sư Phó không những làm món ăn ngon, còn có chút kiến thức về thơ văn. Phong Nghi Nô tỏ vẻ ra kinh ngạc nói, ngữ khí bí mật mang theo tia khinh thường. Lý Kỳ mà sao không biết ý của nàng, cười đáp. Điều này có gì mà khiến Phong Hành Thủ kinh ngạc? Thơ cái à, ta há miệng là có một bài, đương nhiên không thể so sánh với Tô Đại Học Sĩ và Thanh Chiếu Tỷ Tỷ rồi. Ê, nhưng không biết Lý Sư Phó có tác phẩm xuất sắc nào không, cho chúng tôi mở rộng kiến thức. Phong Nghi Nô cười hỏi. Bạch Thiền Dạ đứng một bên cười mà không nói, nàng đã quen với việc Lý Kỳ mang tới những bất ngờ rồi. Lý Kỳ hừ một tiếng, mắt lé nhìn nàng cất cao giọng nói. Người cười ta quá cuồng điên, ta cười người tục đâu nhìn ra chi. Phong Nghi Nô vừa nghe, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Thơ vậy mà cũng gọi là thơ sao? Lý Kỳ bỗng vung tay lên. Mộ hào kiệt vũ lăng kia, cày san thành ruộng, còn gì rượu hoa? Hai câu cuối như điểm mắt rồng, khiến cho ba nàng đều kinh ngạc. Thơ này là cậu làm? Lý Thanh Chiếu kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ cười hắc hắc. Ngẫu hứng mà thôi, đã khiến Thanh Chiếu Tỷ Tỷ chê cười. Người này chỉ thích lộng cổ huyền hư. Trong lòng của Bạch Thiền Dạ cực kỳ kinh hỉ, vội hỏi. Lý đại ca, bài thơ này của huynh có tên là gì? Tên là... huynh còn chưa nghĩ ra. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì lộ đuôi. Nhưng vẻ mặt ái mộ của Bạch Thiền Dạ đã khiến hắn hiểu ra một đạo lý. Thời đại này muốn tán gái thì thi từ chính là đại sát khí. Người nói thơ này là ngươi làm, ta không tin.
chắc là sao chép của người khác. Phong Nghino lắc đầu nói. Lý Thành Chiếu cũng gật đầu, không tin thơ này do Lý Kỳ làm. Mẹ, như vậy cũng nhìn ra. Lý Kỳ giật mình, ngoài miệng lại khẽ đọc. Ổ đào trong có am đào, tiền trong am mài tiêu giao tháng ngày. Tài trồng mấy gốc đào đây, hái hoa đổi bạc mua ngay rượu về. Giải thích chính là che giấu, thực lực mới là bằng chứng tốt nhất. Đến đây, ba vị tài nữ đã không thể phản đối. Lý Kỳ thấy bộ dáng ngây như phỗng của Phong Nghino, trong lòng nhạc nở hoa, nhún vai nói. Ngầm thờ chỉ là trò chơi mà thôi, nói trắng ra là tìm thấy mấy từ đẹp đẽ rồi ghép vào, còn dễ hơn nấu ăn rất nhiều. Nếu như cô còn muốn 10 sâu một bài, giá không đổi. Trong lòng cười thầm, một bài thơ, lão tử có thể trang bức 2 lần, thức con mẹ nó tiết kiệm mà. Lời này vừa nói ra, Phong Nghino triệt để nhận bại, hơi cúi người nói. Lý sư phó tài cao, Nghino thụ giáo. Lý Kỳ cười nhạt, ta không dạy cô làm thơ được, nhưng về phương diện làm người, ta có thể nhắc nhở cô một hai. Hai mắt của Phong Nghino hiện lên một tia giận dữ, nàng chưa từng bị một đầu bếp giao huấn như vậy. Mong Lý sư phó vui lòng chỉ giáo. Lý Kỳ mắt lé nhìn, thản nhiên đáp. Không dám nói chỉ giáo, chỉ hy vọng về sau, ánh mắt của Phong Hành Thù mở to một chút. Phải biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, còn có. Vừa nãy ta thấy cô đánh đàn chỉ là làm ra vẻ mềm mại. Vì đánh đàn mà đánh, chứ không có chút tình cảm nào trong đó. Thực sự lãng phí một phần tương tư, cùng với sự tưởng niệm sâu sắc của Thanh Chiếu tỷ tỷ. Lý Thanh Chiếu nào nào, quay đầu nhìn Lý Kỳ, hai mắt lộ vẻ hoang mang. Gần đây Phong Nghino dùng cầm kỹ làm ngạo, còn chưa từng nghe ai chê cầm kỹ của nàng như vậy, trong lòng rất là tức giận. Nhưng mấy lời của Lý Kỳ lại có 3 phần đạo lý, nàng cố nén giận nói. Vậy, theo Lý sư phó thấy tiểu nữ nên sửa ở đâu? Lý Kỳ cười đáp. Rất đơn giản, quay về tìm một anh chàng mà yêu, nếm trải tình ái trong đó rồi hãng đánh đàn. Lý Thanh Chiếu hơi sững sờ, lập tức hiểu ra, cười khổ lắc đầu. Người này thật giống như trong thơ của hắn. Người cười ta quá cuồng điên, ta cười người tục đâu nhìn ra chi. Phong Nghino thầm giận, ngoài miệng thì vẫn mỉm cười. Nói như vậy chắc Lý sư phó cũng là một người đa tình. Không dám nói đa tình. Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Bạch Thiền Dạ. Thực ra tình yêu là một vấn đề bác đại tinh thâm, hơn nữa không thể dạy được, chỉ có thể dựa vào chính mình trải nghiệm. Ta cho rằng chỉ có những người từng yêu, từng cười, từng khóc, từng hận mới có thể minh bạch chân lý của tình yêu. Mới hiểu được cái gì là sinh tử tương hứa, đó là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Bà nàng vừa nghe 2 câu này của hắn, thần sắc liền khác nhau, không ngừng lẩm nhẩm đọc lại. Lý Kỳ âm thầm đắc ý, ngoài miệng vẫn thản nhiên. Xin lỗi, chỉ là ý kiến nho nhỏ của tại hạ mà thôi, đã khiến các vị đại tài nữ cười chê. Lý Thành Chiếu lắc đầu. Cậu nói rất có lý, chỉ là không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như cậu lại có nhiều cảm xúc như vậy, thật đúng là... Nói tới đây, nàng không biết dùng từ gì để hình dung Lý Kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy. Lý Kỳ thở dài lắc đầu. Thực ra tiểu đệ cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên đang lạc lối trên con đường tình yêu mà thôi. Đứa trẻ hồn nhiên? Bà nàng nhìn nhau, khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, vừa muốn cười lại không thể cười, đều nghẹn tới đỏ bừng mặt. Lý Kỳ nhìn thần sắc quỷ dị của các nàng hiếu kỳ hỏi, lẽ nào ta đã nói sai? Phong Nghino vừa nghe, thực sự nhịn không được, cười khanh khách. Lý Thanh Chiếu cũng lắc đầu mỉm cười. Bạch Thiền Dạ thì đỏ bừng khuôn mặt, nhưng trong mắt tràn đầy nhu tình. Đường Bá Hổ là ai? Chính là cao thủ tán gái của thời cổ đại. Thơ của ông ta đối với nữ nhân mà nói có một mị lực không thể ngăn cản. Lý Kỳ dùng thơ của ông ta chẳng những khiến Phong Nghino không còn kiêu ngạo, lại chiếm được vài phần hào cảm của Lý Thanh Chiếu. Về Bạch Thiền Dạ thì càng không cần phải nói, chỉ kém lấy thần báo đáp. Đáng giá, thực sự con mẹ nó quá đáng giá. Lý Kỳ hưng phấn tới mức trong lòng không ngừng cảm ơn 8 đời tổ tông Đường Bá Hổ. Nhưng cho dù như vậy, có một nam nhân như Lý Kỳ ở đây, hào hứng của mấy người Lý Thanh Chiếu cũng không cao. Ngồi thêm một lúc liền cáo từ rời đi. Lý Kỳ muốn tiễn Bạch Thiền Dạ về, nhưng Phong Nghino lại chen vào, mời Bạch Thiền Dạ tới nhà nàng ngồi một lát. Rơi vào đường cùng, Lý Kỳ chỉ phải quay về Túy Tiên Cư, tới phòng bếp. Thấy mọi việc vẫn bình thường, mới trở lại Tần Phủ, bắt đầu chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của cháu nội Thái Kinh. Về phương diện ăn uống, Lý Kỳ đã tính trước. Ngược lại những thứ vụn vặt, còn có một số phối liệu chưa có ở thời này mới khiến hắn hao tâm tổn trí. Mặc dù còn cách yến tiệc tròn tuổi khoảng 20 ngày, nhưng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nên phải đẩy nhanh tốc độ. Sau khi trở lại Tần Phủ, Lý Kỳ sai Trần Đại Nương lấy cho mình giấy và bút than, sau đó đi thẳng tới phòng ngủ, một mực bận rộn tới canh 4 mới lên giường nghỉ ngơi. Ngày kế, dù không có đồng hồ báo thức nhưng Lý Kỳ vẫn dậy đúng giờ. Vừa mới mở mắt bỗng thấy một bóng người ngồi ở trước giường,
khiến hắn sợ tới mức quát to một tiếng, vội vàng lùi lại. Lý sư phó, ngươi cũng thật quá nhát gan, nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi còn sống sao? Mã Kiều. Lý Kỳ xoa xoa hai mắt, cẩn thận nhìn, ngồi ở mép giường không phải Mã Kiều đó sao? Một cỗ lửa giận vô danh nhất thời bùng lên, cả giận nói. Ngươi vào bằng cách nào? Nếu Mã Kiều đi bằng cửa chính thì đã có người thông báo rồi. Mã Kiều ngượng ngùng nói. Ta không đành lòng quấy nhiễu phu nhân nhà ngươi cho nên đã leo tường vào. Leo tường? Lý Kỳ cả giận. Ngươi có chút tố chất được không? Ai cho phép ngươi vào mà ngươi vào? Ngươi có tin lão tử đá ngươi ra ngoài không? Ta đã gõ cửa nhưng ngươi ngủ như heo vậy. Ta lại e ngại để người khác nhìn thấy cho nên mới tự mình vào. Mã Kiều cười ha hả giải thích. Thật không ngờ mình ngủ sai như vậy. Lý Kỳ buồn bực thở dài. Vậy ngươi ở đây bao lâu rồi? Nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Lý Kỳ trợn mắt sau lưng lạnh lẽo. Nếu Mã Kiều này cố tình hại hắn, vậy thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ. Không phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi đó sao? Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi tiến vào phạm vi của Túy Tiên Cư. Mã Kiều trừng mắt đáp. Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Đời này là Tần phủ mà. À, từ hôm nay trở đi, Tần phủ cũng không cho ngươi tới, càng không được vào phòng ngủ của ta. Lý Kỳ đau đầu nói. Mã Kiều à một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn bực. Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Mã Kiều cười ha ha. Ta muốn ngươi cho ta một công việc khác để làm, bằng không suốt ngày ở chung với đám tiểu oa kia chắc ta buồn chết mất. Mẹ, ta còn tưởng có chuyện gì, chuyện nhỏ như vậy có cần phải leo tường không? Lý Kỳ bó tay kêu lên. Mã Kiều cười ha hả. Tường nhà này không cao, không khó leo lên. Lý Kỳ nhất thời không biết làm gì với tên này, hỏi. Không phải sư muội ngươi cũng ở đó sao? Ngươi tìm sư muội ngươi mà chơi. Đừng nói nữa, Mỹ Mỹ cả ngày bận rộn nấu cơm cho đám nữ nhân, đâu còn thời gian quan tâm tới ta. Mã Kiều oán giận nói. Xem ra nữ nhân kia đúng là một người chịu khó. Lý Kỳ có chút yên tâm, liếc nhìn Mã Kiều, hơi trầm ngâm nói. Như vậy đi, ở phía Tây Thành ta còn có một tòa nhà đang được trang trí, ngươi liền tới đó hỗ trợ cũng được. Dù sao ngươi cũng khá khỏe mạnh. Cái gì? Ngươi lại bảo Mã Kiều ta làm công tượng? Mã Kiều không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lý Kỳ khẽ nói. Sao, không muốn hả? Không muốn thì quay về chỗ cũ đi. Ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không xuất hiện trong phạm vi Túy Tiên Cư là được. Ê, thôi được, công tượng thì công tượng, coi như là luyện công. Mã Kiều gãi đầu buồn rầu nói. Lý Kỳ lắc đầu. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ sai người tìm ngươi. Cụ thể làm gì, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nhiên, buổi tối ngươi vẫn phải hộ tống đám người Tiểu Ngọc về. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, ta sẽ hỏi tội ngươi. Ngươi cứ yên tâm. Mã Kiều đứng dậy. Ta đi đây. Không tiễn. Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng lại nói. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho người ta nhìn thấy. Mới sáng sớm đã có một nam nhân đi ra từ trong phòng của ta, mọi người lại hiểu lầm. Mã Kiều rất sợ hãi nhìn Lý Kỳ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Ánh mắt gì vậy? Lý Kỳ tức giận thiếu chút nữa thì ngất đi. Con mẹ nó, chẳng lẽ cho rằng lão tử là dân đồng bóng? Đuổi được ôn thần Mã Kiều, Lý Kỳ rửa mặt mũi, cầm theo mấy bản thiết kế đã vẽ tối hôm qua tới phủ Thái Sư. Đi vào phủ Thái Sư, Lý Kỳ trực tiếp tìm Thái Dũng. Dù sao phụ tử Thái Kinh cũng không nhàn đến mức quan tâm tới những việc này. Lý Kỳ hàn huyên với Thái Dũng một lúc, liền nói lý do hắn tới đây, sau đó giao cho y mấy bản vẽ, bảo y nghĩ biện pháp làm ra những thứ ghi trong bản vẽ. Thái Dũng nhìn mấy bản vẽ, bỗng chỉ vào một tấm hỏi, Lý sư phó, cậu định dùng loại chén này cho yến tiệc sao? Lý Kỳ nhìn bản vẽ, chính là cái ly uống rượu của đời sau, cười đáp, không sai, hơn nữa tại hạ hy vọng có thể dùng ngọc lưu ly để làm. Ngọc lưu ly? Thái Dũng sững sờ lắc đầu nói. Lý công tử có điều không biết. Ngọc lưu ly là thứ thiên kim khó cầu, cậu lại cần số lượng nhiều như vậy, muốn trong một thời gian ngắn chỉ sợ không có kịp. Ngọc lưu ly quý giá, Lý Kỳ cũng biết, bởi vì quy trình chế tạo ngọc lưu ly của thời này rất phức tạp rườm rà, hơn nữa xác suất thành công cũng tương đối thấp, cho nên mới khó mua. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là việc nhỏ với Thái Kinh, không ngờ ngay cả Thái Kinh cũng không làm được. Tất cả đều vì khoa học kỹ thuật rớt lại đằng sau à? Lý Kỳ âm thầm thở dài một tiếng, cau mày. Xem ra muốn thông qua yến tiệc tròn tuổi lần này phổ cập ly để uống rượu vang là không có khả năng. Đúng là khó, chỉ có thể xem xét ở vấn đề thủy tinh. Dù sao lão tử cũng biết nguyên lý sản xuất thủy tinh, mà công tượng của thời cổ đại không phải đều là bao cỏ. Dù thời này đã có thủy tinh, nhưng chất lượng và sản lượng không khả quan lắm. Thủy tinh hơi tốt một chút cũng đều đến từ Tây Vực, Ả Rập, riêng giá tiền đã không thích hợp dùng làm chén rượu rồi. Thái Dũng thấy Lý Kỳ im lặng không nói liền gọi. Lý sư phó, Lý sư phó. Lý Kỳ nao nao, việc gì? Thái Dũng trợn mắt chỉ vào bản vẽ, đang nói tới cái chén mà cậu thiết kế. À quên đi, trước kia dùng chén nào uống rượu thì cứ dùng chén đó. Lý Kỳ gật đầu cười đáp, dù thiếu cái ly để uống rượu, yến tiệc sẽ mất đi vài phần đặc sắc,
nhưng đây là điều không thể làm gì được. Thái Dũng gật đầu, lại nhìn một tờ khác, chỉ thấy trên đó có vẽ một cái thùng gỗ, mặt trên thùng gỗ còn có một cái đĩa quay, liền hỏi: "Lý sư phó, đây là cái gì?" Lý Kỳ cười đáp: "Đây là cái máy xay bằng tay." Thái Dũng kinh ngạc: "Máy xay bằng tay? À, cái này dùng để làm bơ." "Bơ? Mẹ, lại quên thời này còn chưa có bơ." Thực ra Lý Kỳ không biết thời này đã có bơ, nhưng người Trung Nguyên rất ít ăn bơ. Hơn nữa cách làm bơ của bọn họ còn rất lạc hậu. Đầu tiên là lấy váng sữa bỏ vào trong túi da, bóp nhiều lần thì hình thành bơ. Nhưng cách làm bơ này quá lạc hậu, hiệu suất cũng rất thấp. Đương nhiên, Lý Kỳ dùng máy xay bằng tay để làm bơ cũng coi như lạc hậu, bởi vì hắn không có máy đánh bơ hiện đại, cho nên chỉ có thể lùi một bước, dùng tay thay thế cho động cơ. Lý Kỳ giải thích: "Bơ là một loại gia vị để nấu nướng, đúng rồi. Thái quản gia, làm phiền ngài chuẩn bị cho tại hạ một lượng sữa lớn." Thái Dũng gật đầu nói: "Cái này không có, lúc nào cậu cần thì tôi sai người mang tới." Từ lúc Triệu Thái Tổ lập nên nhà Tống, bởi vì có điều lệnh bảo vệ trâu cày và bò sữa, cho nên sản lượng sữa tăng một cách nhanh chóng. Các chế phẩm từ sữa cũng rất phát triển, uống sữa, ăn chế phẩm từ sữa đã trở thành thói quen, bắt đầu từ địa chủ và sĩ tử rồi lan dần sang các tầng lớp khác. Cho tới hiện tại, một số dân chúng bình thường cũng có tiền mua sữa, càng không cần phải nói tới phủ thái sư. "Vậy thì đa tạ." Lý Kỳ chắp tay: "Lý sư phó quá khách khí." Thái Dũng mỉm cười, lại chỉ vào hai tờ giấy hỏi: "Con dao nhỏ có răng cưa và cái xiên này dùng để làm gì?" Mấy thứ vẽ trên giấy này ông ta chưa từng thấy qua, không khỏi tò mò. Ông ta biết Thái Thao rất coi trọng yến tiệc tròn tuổi lần này, cho nên cũng không dám qua loa. Lý Kỳ cười đáp: "À, đây là một ít công cụ để phối hợp với đồ ăn tại hạ muốn làm." "Thì ra là thế." Thái Dũng gật đầu: "Lý sư phó, thứ cho ta hỏi nhiều thêm một câu, cậu tính toán làm món gì mà dùng nhiều thứ đồ kỳ quái như vậy?" Lý Kỳ cười ha ha đáp: "Thiếu công tử của Thái Nhị gia tròn tuổi, tại hạ tất nhiên phải làm những món đặc biệt chút, bằng không làm sao báo đáp được sự yêu mến của Thái Thái Sư và Nhị gia. Còn những món tại hạ định làm, nói bằng miệng sẽ không rõ ràng lắm, đến lúc đó Thái quản gia tự nhiên sẽ biết." "Ừ." Thái Dũng nhẹ gật đầu, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, sau đó là một thanh âm của một thiếu nữ: "Đại quản gia, Nhị gia bảo tiểu tì tới hỏi ngài, Lý sư phó có ở đây không?" Thái Dũng nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì à?" Nhị gia nói: "Nếu Lý sư phó ở đây thì mời hắn tới một chuyến." "Tìm mình?" Lý Kỳ nhớn mày, trong lòng rất nghi hoặc. Thái Dũng liếc nhìn Lý Kỳ lại nói: "Cô chờ một chút." Lại hướng Lý Kỳ nói: "Đã nhận ra cho mời, Lý sư phó đến đó xem thế nào." Lý Kỳ cười gật đầu, cáo từ Thái Dũng liền xuất môn, đi theo nữ tỳ kia tới biệt viện của Thái Thao. Đợi tỳ nữ thông báo một tiếng, Lý Kỳ liền mở cửa đi vào. Chỉ thấy bên trong phòng, ngoại trừ một vài nữ tỳ hầu hạ, còn có một nam một nữ ngồi đó. Nam tử đương nhiên không cần phải nói, chính là Thái Kinh. Mà nữ tử, Lý Kỳ chỉ có thể kêu khổ một tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng ta chính là Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô chợt xuất hiện ở phủ Thái Sư, điều này khiến Lý Kỳ có chút trở tay không kịp. Trong lòng lờ mờ cảm thấy không ổn. Lẽ nào Thái Thao cũng là khách hàng quen của Yêu Tinh, hôm nay gọi mình tới là để tính sổ? Mẹ, sớm biết như vậy, vừa rồi nên đưa cả Thái Kinh tới. Hai đánh một, lão tử thật có hại. Nhưng mà Lý Kỳ miên man suy nghĩ lại quên mất một lễ nghi không thể thiếu của Bắc Tống, đó chính là hành lễ. Thái Thao thấy Lý Kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Nghi Nô, ngay cả hành lễ cũng không có, cảm thấy rất khó chịu. Một đầu bếp mà dám làm càn trước mặt y như vậy, nếu không phải Thái Kinh coi trọng Lý Kỳ thì phòng trừng y đã sai người lôi Lý Kỳ ra ngoài rồi. Thái Thao trầm giọng nói: "Lý sư phó." Lý Kỳ nao nao, lập tức phản ứng, vội vàng hành lễ: "Lý Kỳ bái kiến nhị gia." Thái Thao ừ một tiếng, chỉ về phía Phong Nghi Nô giới thiệu: "Vị này chính là Phong Hoành Thủ, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe qua đại danh của nàng." "Lão tử không những nghe qua mà còn từng giáo huấn nàng ta một trận." Lý Kỳ rất nhanh liếc nhìn Phong Nghi Nô, thấy vẻ mặt hờ hững của nàng giống như không biết hắn vậy, so với ngày hôm qua quả thực là tưởng như hai người. Trong lòng âm thầm thở phào, lại liếc mắt nhìn Thái Thao, thấy y đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm, như đang muốn bảo mình hướng Phong Nghi Nô hành lễ. Trong lòng kêu khổ một tiếng, không thể tưởng tượng được cái thời này địa vị của lão tử còn kém cả một kỹ nữ. Đúng là mất mặt thanh niên tài cao của thế kỷ 21 mà. Nhưng người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn thở dài hành lễ: "Lý Kỳ bái kiến Phong Hoành Thủ." Phong Nghi Nô nhìn thoáng qua hắn một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng: "Mẹ, Thái Thao còn ừ chưa tính, hạ người như ngươi cũng ừ, thật không có chút lễ phép nào." Trong lòng Lý Kỳ rất căm tức, Thái Thao ho nhẹ nói: "Lý sư phó, hôm nay ngươi tới tìm Thái quản gia là vì yến tiệc tròn tuổi của tiểu nhi." Lý Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, Thảo dân nhờ Thái quản gia chuẩn bị một số tài liệu." Thái Thao gật đầu nói:
Vậy đã chuẩn bị như thế nào rồi? Đa tạ nhị gia quan tâm, hết thảy đều thuận lợi. Ừ. Thái Thao gật đầu hỏi, Lý sư phó, cậu biết tao gọi cậu tới làm gì không? Đổ mồ hôi, lão tử không phải là con run trong bụng ngươi, làm sao mà biết được? Lý Kỳ vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 28 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 29.